nào xô, nồi, rồi dùng cả xe đẩy. Người trẻ, rồi người già, vội vàng mang mọi thứ trong nhà có thể chứa nước để ra xe téc lấy nước. Dù đã 88 tuổi, nhưng một mình ông Tiến, hai tay hai xô, xách nước cả 100 mét về nhà. Tình trạng này như vậy là gần một tuần nay rồi, nhất là ba ngày hôm nay thì vất vả quá về nước. Tôi xách như thế là 8 xô nước, 4 lần, mà đi mỗi một lần hơn 100 mét. Nói chung là mệt quá rồi đấy. Nước từ xe tét miễn phí không đủ dùng, có nhà đã phải chấp nhận bỏ cả 1.000.000 đồng mua thêm nước sạch từ bên ngoài. Mỗi lần thì mỗi nhà chỉ xách được 1-2 xô, 1-2 cái bình xanh xanh như thế kia mà các cụ lại bê lên tầng xuống tầng rồi ngỡ ngã trượt một cái thì không biết là xử lý như nào, nên là đang tạm thời là anh em phải xử lý là mua tạm nước sạch ở bên ngoài để về dùng. Đại diện công ty nước sạch Viaco cho biết không chỉ quận Nam Từ Liêm mà nhiều hộ dân ở quận Thanh Xuân cũng đang thiếu nước. Nguyên nhân là bởi lượng nước từ công ty nước sạch sông Đà cung cấp cho Viaco bị thiếu hụt. Trong tổ dân phố mình có khoảng độ 200 hộ là coi như mất nước, có nhiều hộ là ở nó độ cao quá cho nên còn nước vào trong nhà, cho nên phải đi giặt đi tắm một thì xin nước nơi khác về để dùng. Từ mùng 1 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 10 liên tục giảm áp lực dẫn đến cái việc là thiếu hụt từ 8 đến 10 nghìn mét khối một ngày đêm. Nếu trong tình trạng kéo dài như thế này thì cái việc cấp nước trong xe tét cũng như muối bỏ bể không thể đảm bảo được ổn định được cuộc sống của người dân trên khoảng hơn 10.000 hộ đang bị thiếu nước trầm trọng. Lãnh đạo công ty nước sạch sông Đà cho biết hiện công ty đang phải phát nước trên 305.000 mét khối một ngày đêm, vượt 5.000 mét khối so với công suất thiết kế. Gần đây, lượng nước tiêu thụ của các công ty phía đầu nguồn như Đồng Tiến Thành, Hà Đông, Tây Hà Nội gia tăng, khiến cho áp lực nước đẩy về vị trí cuối nguồn của công ty Viaco bị giảm một nửa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước. Viaco đang phân vùng và điều tiết luân phiên giữa các cái khách hàng trên toàn bộ tuyến ống truyền tải của công ty, cũng như phối hợp với các cái đơn vị cấp nguồn khác như nhà máy nước mặt sông Đuống hay công ty nước sạch Hà Nội hỗ trợ, sẽ cố gắng trong vòng 2 đến 3 ngày tới thì công tác cấp nước sẽ trở lại bình thường. Hy vọng chỉ 2 đến 3 ngày nữa sẽ không còn cảnh người dân phải đi xách từng xô nước hay công ty cấp nước phải xách từng chiếc máy bơm tăng áp để đẩy nước vào trong các ngõ sâu như thế này nữa. Vâng, trước tình trạng khoảng 10.000 hộ dân ở hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm bị thiếu nước đột ngột như vậy, chúng tôi đã phỏng vấn đại diện của Sở Xây dựng Hà Nội về những giải pháp trước mắt cho vấn đề này. Công ty cổ phần nước mặt sông Đà cũng đã cung cấp và chạy hơn công suất thiết kế là khoảng 305 đến 320.000 mét khối một đêm một ngày. Thì Sở Xây dựng cũng căn cứ cái kế hoạch cấp nước hè đã yêu cầu là công ty nước sạch Hà Đông, công ty Viaco thực hiện cái giải pháp cấp nước luân phiên, điều tiết cấp nước mạng lưới theo giờ để đảm bảo cái việc cung cấp nước ổn định. Và với những khu vực mà thiếu nước cục bộ thì có thể sử dụng các cái việc là cấp nước bằng xe tét.